Tin mừng theo Thánh Marco. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hê-rô-đê. Men xấu. Từ rất xa xưa, con người đã biết sử dụng men vào các công việc như làm bánh, ủ rượu, làm sữa chua. Tuy nhiên, cũng có những thứ men xấu gây nên bệnh tật cho con người. Men Pharisêu và men Hê-rô-đê mà Đức Giê-xu nói đến trong Tin mừng hôm nay là một thứ men xấu của thói kiêu ngạo, thành kiến và cố chấp. Vì xuất thân từ tầng lớp dân thường, các môn đệ có xu hướng dễ bị thu hút bởi tiếng tăm và sự thông thái của người Pharisêu. Hiểu được điều đó, Đức Giê-xu đã cảnh giác các ông phải cẩn thận trước những men xấu là như chất xúc tác làm hư hại con người. Qua việc gợi lại những phép lạ người đã làm, Đức Giê-xu muốn nhắc các tông đồ không phải họ quên bánh mà là đang quên Thiên Chúa đang ở bên mình, đấng làm ra và an bài mọi sự. Cuộc sống hôm nay vàng thau lẫn lộn, không thể dựa vào hình thức mà có thể phân biệt mọi sự. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta phải luôn biết giữ gìn đạo đức, giữ gìn đức tin và biết phó thác cuộc đời cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.